Xin chào tất cả các em nha, video này giới thiệu cho tất cả các em tham gia chương trình góp nhận 10 tốc cần Oma nha tất cả các bạn. Tham gia giao này qua link phần link mô tả và tất cả bấm nút start để chat chatbot nè. Đây thì thông tin trên website của nó tất cả các bạn. Thì các bạn nào muốn vào chat website nữa các bạn. Thì mình thì làm biến lắm. Rồi các bạn bấm vào zone này góp các bạn. Một tốc cần Oma khoảng 30 đô, giá khá là đắt luôn các bạn. Bấm zone này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh group, follow theo Twitter, like, share các bạn, follow minimum nữa. Chắc mắc phát cái VPN quá. Bạn nào lên giá follow được cái. Nếu mà bạn nhấp không được thì các bạn bấm tài lại cái đó mà. Rồi chắc mắc dùng phần mềm VPN. À, được các bạn ơi, các bạn cứ nhấp gì được, nào không được ha, VPN nha bạn. Rồi các bạn bấm vào follow nữa các bạn. Tại vì còn mà nào không được thì tải app minimum các bạn. Thì rất là đơn giản mà. Rồi các bạn follow vào minimum các bạn. Các bạn join vào nhóm chat nha bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nữa các bạn. Các bạn follow từ Twitter và sell các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn like và tự quyết nữa nè các bạn. Rồi tốc cần này list lên sàn Hotbit, Uniswap, Bobit nha các bạn. Khá là ngon luôn. Rồi bạn mới đáp lên. Rồi các bạn Telegram kia nè. Bấm vào submit detail nha các bạn. Đôi lúc các bạn nghĩ những cái tổ cần này không có vàng các bạn, nhưng thật ra thì có vàng nha các bạn. Tại hiện tại giá ga nó cao quá nên nó không có vàng nha các bạn. Rồi nó hỏi có dẫn kiểm chat thì các bạn kiểm tra nè, các bạn mới đáp lại bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link blog file từ Twitter mình nha các bạn. Hồ sơ nè. Bạn nhấn vào bài và trên cùng nhấn vào chia sẻ nè các bạn. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Chết mình copy lộn các bạn. Mình qua bên thông tin mình copy cho dễ các bạn. Rồi bạn dán đường link profile từ Twitter mình các bạn. Tiếp tục thì submit đường link profile minimum thì các bạn vào trang cá nhân của bạn thì cũng gặp cái đường link minimum của tất cả các bạn nha bạn. Mình copy link nè. Mấy cái này thì quá dễ. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với ETH, chí chúc wallet, master wallet, các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH, các bạn sao chép lên các bạn. Các bạn đắp. Còn dán vào nha các bạn, bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục bấm done nha các bạn. Tiếp tục bấm set nha các bạn. Các bạn bấm submit nha các bạn. Ok, như vậy phong hoàng bấm blast menu các bạn, bấm vào menu của nhận tục cần các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 tốc cần Oma đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé. Tốc cần này nó sẽ cập nhật sau nha các bạn.